quý tử nhà Nhật Kim Anh tận hưởng kỳ nghỉ hè bên mẹ, diện mạo nhóc thì gây chú ý. Khoảnh khắc Nhật Kim Anh hội ngộ cùng quý tử nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn giờ đây, Nhật Kim Anh vẫn chọn sống cuộc sống độc thân. Nữ ca sĩ không còn mong mỏi gì hơn là được chăm sóc, vuông vén tình cảm cho quý tử sau khoảng thời gian ngồn ào với chồng cũ. Tranh thủ thời gian con trai được nghỉ hè, Nhật Kim Anh cùng con trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa, vui vẻ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên liên tục cập nhật khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử. Nhật Kim Anh bày tỏ, em rất thích bơi. Đi tập bơi kiểu gì mà bơi là phải có cung mới được. Cây hài của mẹ. Quý tử nhà Nhật Kim Anh lớn trong thấy. Nhật Kim Anh tiết lộ nhóc thì có tính cách hài hước, đáng yêu. Quý tử nhà Nhật Kim Anh được nhận xét như bản sao của ba. Cậu bé là nhóc thì sống tình cảm, hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Phía dưới phần bình luận, như bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại những lời chúc mừng cho hai mẹ con nữ diễn viên trong dịp hội ngộ này. Nhật Kim Anh đặt hái được không ít thành công trong con đường diễn xuất kinh doanh. Thế nhưng nữ ca sĩ lại kém may mắn trong chuyện tình cảm. Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với ông xã Vũ Lộc. Chỉ sau vài năm chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Nữ diễn viên dành trọn tình yêu cho con. Sau chia tay, nữ ca sĩ nhường quyền nuôi con cho chồng cũ. Sau thời gian căng thẳng, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã ngồi lại có cách cư xử văn minh hơn, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con gái. Hiện tại, Nhất tiệp vẫn đang ở với bố và ông bà nội tại Cần Thơ. Thi thoảng, nữ ca sĩ sẽ đưa con trai đi chơi để cậu bé đỡ nhớ mẹ. Mặc dù lịch trình công việc dày đặc nhưng Nhật Kim Anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh về Cần Thơ thăm con, để con không cảm thấy bị thiếu thốn tình thương. Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp bên con trai lên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được Nhật Kim Anh chia sẻ, con trai cô gây bất ngờ bởi vẻ ngoài khôi ngô, chiều cao nổi bật. Bổ Long có gương mặt hiền lành, được khen thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của bố mẹ. Tại phần bình luận, khán giả vô cùng bất ngờ vì con trai Nhật Kim Anh lớn quá nhanh. Nhiều người dự đoán, nhờ vẻ ngoài nổi bật của mình, cậu bé sẽ trở thành soái ca